Khế ơi là khế, tao mới săn sale cái máy về chưa kịp thử nghiệm xài sao mày phóng ra mày ngồi. Ê, tao bấm một cái là gió nó thổi là mát cái đít mày dữ lắm nha, lạnh đó luôn. Hả, hay là mày cũng tò mò nhiều chuyện giống tao, máy lọc nước thì biết mà máy lọc không khí lần đầu tiên xài. Bây giờ tao bấm vô là gió ở dưới nó thổi là mày bay cho nha, mày bấm nha, chuẩn bị nha. 1, 2. Chế độ này gió nhẹ nhẹ thôi, chưa có thổi mạnh đâu, chế độ nào quên rồi, nãy mới chỉnh xong. Khế còn có cảm giác của cái gì mát mát dưới đít vậy trời. Hên quá, tao mới đi ị vừa dưới đít xong còn ướt. Sẵn cái máy này không khô đít cho tao được à. Được lắm. Chỉnh cho nó nhanh chút xíu nè. Ủa con này phải mèo sao nó không sợ hết trời. Thậm chí nó còn đùa giỡn với làn gió của máy lọc không khí Camperu nữa kìa. Làn gió mát, mùi hương tinh khiết. Hai bên hông thì nó hút bụi mịn vô. Ở trên nó thổi lên quá trời đã. Và nó hơi nhột nhột cái bụng, nhột cái tai, với nhột cái gâu nữa. Ê mấy mày chuyển chế độ quạt vừa vừa mày ơi, chế độ lớn quá nó thổi nhột cái gâu quá à. Mày chỉnh xuống không? Không chỉnh xuống, tào xuống. Màu xanh khui đồ mà làm biếm coi bản hướng dẫn. Kêu bạn tôi coi giùm nó, nó màu xanh tức là cái bụi trong phòng mình vừa phải. Coi như cái bụi trung bình đó, cũng không có ổn lắm mà cũng không có nhiều bụi lắm. Tôi khui đồ mà tôi làm biếm đọc hướng dẫn quá. Tôi nhờ bạn tôi coi giùm không biết nó đúng hay sai nha. Có gì mọi người comment nha. Chuyện là hồi bữa tôi lên TikTok thấy cái like một bạn đang quảng cáo cái máy này. Nói chúng tìm đây, người nào nuôi thú cưng nhiều mà lông chó lông mèo nó bay lơ lửng ở trên không trung mình không thể nào thấy được, hít vô lâu ngày vài tháng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Đây là cái máy lọc không khí đang giảm giá mới mua chứ. Ở bên trong nó có mấy cái than hoạt tính nhìn như mấy cái hạt gạo vậy đó. Lúc đầu nghe tao quảng cáo cái máy lọc không khí mà gặp ngay tôi cái đánh ba chớp ba nhán, không khi nào coi hết video cái tự nghĩ trời ơi, mình mua cái máy đó về mình đâu có nhìn thấy được bụi nó bay lơ lửng rồi mình cứ mở hoài sao được. Ai dè người ta thông báo cho má thông qua cái đèn đó, một cái đèn xanh giống vậy là nhà mày cũng không có sạch lắm nè. Đúng rồi, đây là cái phòng cũ xì gần banh dành cho thợ tân trang lại mà làm hơi ẩu. Còn lem là từ bên nước không có dán keo lại cho người ta. Nó từ cái màu xanh này nó hút một hồi chuyển sang cái màu này là bạn tôi nói sạch rồi đó. Mà lời bạn tôi nói nó cũng không có tìm hiểu kỹ, mọi người đừng tin nó quá. Khi mình mở lên nó có nhiều cái màu đèn hiện lên mình thấy đó. Khi gì nó sẽ đo thế nè, màu đỏ là nguy hiểm nè. Màu xanh lợt là cũng có bụi, màu xanh đậm là sạch sẽ. Nó nói tôi vậy không biết đúng không nha. Nếu người nào xài rồi đó là comment coi có đúng vậy không. Tại tôi mua đồ và dọc phá chứ không phải là review hay là chắc chắn điều gì hết nha. Này tôi để ở trong phòng kính nha quý vị. Phòng kính là nơi con mèo rất là thích vô. Mỗi khi nó bước vô nó cắn xé em lum. Nó đang dò coi phòng này có bao nhiêu hạt bụi, bao nhiêu cọng lông mèo. Không biết nó dò đúng không nha. Chưa xong nữa. Ai mà dò hơi lâu nha quý vị. Và nó hiện cái màu xanh này, ủa sao giống cái phòng ở trong kia quý vị. Theo như bạn tôi dịch thật là cái máy thông báo với tôi vậy nè. Có nghĩa là cái phòng của mày cũng có bụi đó mày. Y gan cái phòng bên kia. Nhưng mà tại sao cái phòng bên kia là mới tân trang lại, nó không có lông mèo. Thì nó báo cái màu xanh kia là đúng mà. Cái phòng này mèo rất là nhiều, lông lơ lửng bay phải nhiều hơn phòng kia. Nè con nó xé giấy nè, mà vẫn báo cái màu xanh này. Bây giờ tôi chuyển nó qua cái nhà dưỡng lão, siêu nhiều mèo. Nếu nó vẫn báo cái màu xanh đó là tôi chê cái máy này nha quý vị. Không đúng. Ở bên này bụi nhiều cực kỳ. Và để tao coi mày làm ăn sao nghe cái máy. Không, trời nó hiện con số kìa má ơi. Cái số gì nhiều dữ vậy? Phát hiện cái gì 203 ghê gì? Cái đèn nó chớp như thông báo hỏi tôi nhà của mày con người ở hay con mèo ở, sao ta thấy nó bụi kỳ cục á, xung quanh bụi nó biết di chuyển hả mày. Thì đúng rồi, tụi này nó di chuyển quá xá mà. Rồi cuối cùng nó bật lên cái màu đỏ, bắt đầu nó mới hút. Mấy con mèo nó ám nè. 49. Chất lượng kém. Màu đỏ 247 thì cũng chuẩn này ha. Phòng này tụi mèo nó ở không nè, nó vệ sinh trong này luôn, ghê thiệt. Cái hoạt động thôi, mở thử coi có lòng mèo nhiều không. Tuy nhiên cái máy này nó lấy của tôi gần mấy triệu, đổi lại nó cho mình cũng sự tin tưởng đó. Nếu mà cái phòng này nó để màu xanh phòng kia là thôi tôi dục bỏ nha, tôi đánh giá liền. Ê sao kỳ với mày, mày ăn thiệt mày làm dối nha. Thiệt với mày, như cái máy ở đây mà mày hiện cái màu xanh giống hai cái phòng kia là tao cho mày vô kho tiếp tục. Cái kho của tôi không có ít những cái máy điện tử như thế này, hay bất ổn mà cho vô kho chứ không có bán đi bán lại, để trong đó đó. Ai thích thì người ta mua rẻ bán lại luôn. Mà hầu như ai hên gặp tôi họ hỏi thì tôi bán lại, chứ không bao giờ tôi gao lên như cái Google đời 10-11 tôi vẫn chưa biết bán cho ai, làm bí năng quá. 20 phút rồi đó, nó vẫn hiện cái màu đỏ này, tức là cái phòng này bụi khủng khiếp. Để con mèo cứ hoạt động hoài. Này tôi tin cái con kangaroo này nó không có lừa dối khách hàng, vẫn trọng dụng nó, không cho vô kho mà. Thôi đem cái máy về cái phòng thấy ghê, mới tân trang lại nghiên cứu thời gian coi nó ổn không. Người nào đã từng xài cái máy này và không có xài cái máy này có thấy nó có kết quả như người ta quảng cáo hay không, đây comment nha. Tân trang cái phòng xong nguyên cái nhà bụi không, dọn mấy ngày trời. Tôi tính đâu giờ hai cái nút bạc cái nút vàng qua bên cái phòng mới tân trang lại mà sao thấy không có năng lượng chút nào. Phòng tân trang lại nè. Đây, nước ở đây không giải quyết gì trên. Trên này nữa nè. Một lỗ. Trên tạm ổn. Là phòng hơi thấp. Đã dành làm cái phòng làm việc cũng được. Phòng này phòng thứ N.
Đối với vị, cái giường này đặc biệt ở chỗ nào? Thứ nhất là do tôi tự đặt, thứ hai ở phía dưới tôi kêu thợ làm những cái bánh xe để qua đẩy lại, mà nhìn không thấy bánh xe ở đâu hết, làm vô cùng khéo. Tôi biết cái giường của bánh xe mà khi nằm lên nó không hề lúc lắc, không hề mà ọp ẹp luôn. Đó là cái giường nằm một người. Thì trong cái cạnh tan của tôi muốn một cái giường bằng bánh xe tính đặt ở trên mạng. Cái ba tôi nghe đặt cái giường trên mạng, trời ơi, mà đặt cái giường trên mạng mà nằm mới có mấy năm nó sập rồi, một cái giường bằng gỗ đi. Ông dắt tôi tới chỗ này, cái anh ta dắt tôi đi coi mấy cái giường nhỏ nhỏ một người có mét hai mét tư, mà sao tôi nhìn cái nào cái nấy nó bự thù lù không có vừa ý. Mà cái đập vô mắt tôi đầu tiên là cái gì biết không? Những cái ghế mà ghế thanh lý chứ không phải ghế mới nha. Mà có này lạ bà con ơi, cái ghế màu xanh này ở đây nó rất là bình thường, nhưng mà khi tôi đem về nhà ngồi kế nút vàng nút bạc thì sang hẳn ra. Còn khế này chuyên gia dành ghế tôi nha, mà không có quạo ghế nhiều. Bây giờ tôi đuổi nó xuống, nó bắt đầu nó ôm cái ghế lại nghe rất là muốn cái ghế này. Biết nó dành, tôi mua hai cái là cái đen tôi cũng hốt về nhà luôn. Mà tại sao lạ quá, tôi mua đồ ở trên mạng, ghế trên mạng, ghế xây đàng hoàng, khi mà tôi ngồi nó cứng cứng cái lưng, nó tụt lên tụt xuống. Mà khi tôi bước ra đây chỉ cần ngồi lên cái ghế thanh lý thôi là tôi muốn làm việc liền. Cái cam cam xanh xanh nó bự quá, nó đẹp quá, chỉ có 300 ngoài thôi mà mới đặt hai cái rồi ở nội thất trường phát 2 Gạch Giá Kiên Giang nha. Thế là tôi đặt một cái giường chỉ giá 3 triệu là nãy tôi quay mọi người coi á. Thêm cái ghế thanh lý độc lạ kim luôn các bạn. Đó, ba tôi ngồi để cơm nước nó ăn ngon lành khỏi các bạn nào trên. Tính đi về rồi mà nghe nói ở trên đó ghế sofa, bàn sofa á chỉ có 3 triệu, 2 triệu. Muốn hốt về lắm mà suy nghĩ tới khế. Thôi tôi đi về thiệt. Hình như cái số tôi nó không muốn tốn tiền từ ở ngoài tới bên trong con người sao á. Ngồi cái gì của cũ làm việc được, thoải mái, có content. Mà cái ghế mới mới là không có làm được, cho nên cái ghế này tôi cũng gửi cho người ta làm lại cho tôi. Mặc dù nó đã hơn hàng chục năm rồi mà ta không có đồ thay cho nó cổ quá rồi. Cái người ta trả lại cái ghế cũ mà còn tặng cho tôi một cái ghế đỏ như thế này. Nhìn sơ sơ tưởng đâu cái ghế 1 triệu ngoài, ai dè ghế thanh lý mấy trăm cành mà nhìn rất là sang xịn mịn. Video này không phải để khoe của mà là khoe những cái gì rẻ tiền mà xài cũng rất là hợp lý. Còn cái ghế đen đó là tôi mua 300 mấy. Quý vị thấy sao? Mới sắm cái bàn về tự nhiên có hai cái ghế xịn rồi. Còn đây cảnh mấy mèo nằm lên ghế của tôi. Còn cái chị này nghe lời lắm, mới đầu tôi không có cho nó nằm lên cái ghế này tại cái bánh xe nó chạy không có êm. Cái mà khi mà nói người ta, người ta đem cái giường lại để người ta đổi cái ghế. Mà ai dè người ta đem lại bánh xe thay nguyên cái bánh xe hết cho mình luôn. Quá là đá chưa. Thế là có hai cái ghế không có sợ con nào giành nữa. Nó phóng ra ghế này, cái phóng ra ghế kia. Lúc này tôi lé lên một suy nghĩ. Chà, nhiều con giành ghế quá, lẫn chắc khế mình ngồi dưới đất quá. Không ngờ tôi nghĩ cái gì có cái đó.